Everybody, welcome to Hell with a Tay. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell with a Tay. Thì nay chúng ta lại đến với một con game mà lâu ngày không thấy hả? Một em game mà kiếm hiệp luyện tướng rồi chạy lòng vòng đánh boss, đánh heo, đánh thú rừng, đánh đủ thứ thư này kia cái nọ hết. Thì đó là con này con gì quên mẹ nó rồi. Võ Thánh. Ok, game này là game hack 5 chơi được trên mọi loại thiết bị ha. Bản này thì heo thấy khá hơn, biết sao hơn không? Tại vì nó có cái phần mà trên quái ra được vết tệ nạp. Đó, mà các bạn tính đi vết tệ nạp thì ngon cỡ nào. Đấy, ok, bản này có. Rồi, có con bét vô là đánh đỡ hơn rồi. Ok, nào, đến với ông tin server để lấy code luôn cho nó lẹ nè. Đây, đâu mất bà nó rồi. Đây, kiểu xuống, ok, nằm đâu rồi ta. Đây, bài open. Khai mở X9 10 giờ ngày 14 tháng 4 là hôm nay đã open rồi ha. Võ Thánh 5 khai mở 10 giờ 14 tháng 9 X9 là 14 tháng 10 chứ. Đây Fit có Tân Hữu nè ha. Linh Rúp Zalo nè ha. Sự kiện ưu đãi phạm vi tất cả server nhân 2 tích nạp web nhân 2 nạp ha. Event long tin line xe nhận 5 triệu kim nguyên bảo cộng 12 cấp bảo thạch trương. Chia sẻ một nhóm nhận thêm 200.000 kim nguyên bảo. Đua top lực chiến top 1 50 thần trang hải quân thượng tương, 50 thần binh hải quân thiền miêu, 50 cánh hải dương chi vật và 200 triệu kim nguyên bảo. Ok liền. Đua top thăng cấp nữa nè, phi thăng cấp nè. 50 triệu kim nguyên bảo, 50 thẻ 100 ức cộng 10 đồ UR. Ok liền, đi nhập code thôi. Hình như mình chưa mở được cái phần mà nhập code, cũng không biết là nó mở code nó nhập code ở chỗ nào luôn, trong game hay là ngoài game luôn. Ơi, thấy rồi nè, thấy rồi. Đây. Có thể là trong này. Đợi nhau tí. Đây. Kích ngoài. Ở ngoài này hả? Fit code hết chín. Đây, nhận code lụm quà quá ngon, lụm luôn nè. Rồi thêm cái nữa nè. Ok nè. Rồi lụm tiền nè ha, 5 triệu đó, 200.000 ở lộn 200 tệ, một cây thần đao, một cái cánh, rồi một cái nhẫn, ok, một cái áo, quá trời hôm. Nào, cắn 200 cái nè, 100, 200, lên được ớt VIP 9, nhận full quà ớt VIP, còn VIP 10 thì là full luôn ha, full VIP 10 luôn, khỏi nói nhiều. Con này ngày xưa trên kênh cũng từng làm mưa làm gió một thời gian dài ha, cũng mấy tháng trời á. Sau đó thì lặn hết luôn. Bây giờ thì hình như là theo biết thì hình như còn có 1-2 server à. Mà đây là một server mà hãy ra server thường xuyên cho anh em chơi đua top nè ha. Đó, hôm nay thì cuối tuần có server cho anh em thêm sự lựa chọn ha. Cắn 200.000 tệ, ở lòng 200 tệ là nó lên được tới 8 triệu rồi hả? Vậy là hai cái đó nó thêm được 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu nha các bạn ơi.
được đấy. Chưa tính là chúng ta chen quái nè, đây nè, đây chen mãi nè, thấy không? Thấy gì không? Vé đợi đây nữa, 1, 2, 3, ok, do mình mới chen tới ải 4, ải 3, ải gì à, đó. Thêm vé đợi nữa, ôi, ếch VIP 10 luôn, wow. Thêm một cái cánh nữa bầu ơi. Vui, ô vui quá xa. À quên, để mở cái rương ra. Đó, mở cái rương ra. Rồi, đánh cho nó lâu trên, cho nó lâu treo, cho nó được nhiều tí. Đó, đá đồ ha. Trời ơi, ráng chạy lên ải 10 là các bạn sẽ quăng nó ở đây và treo nó vô tư rồi các bạn. Ở đây đăng nhập nhận quà đồ nữa hả? Ok, nhận hết. Online nhận quà nè ha, chí tôn cảnh, ok, lụm được 2 món nữa rồi. Cái này hả, mua hết. Nói chung mà cái nào mình dễ mua, mình mua được thì mình mua hết hả. Rồi còn nữa không? Còn luôn. Đây một cái, ở đây hai cái, lụm luôn, mở ra luôn. Ui, tích nạp nhiều lắm các bạn ơi. À, cái này quay kim nguyên bảo hả? Thôi vô đây đủ rồi. Vậy đây, lực chiến đúng không? Ok, trưởng thành, cái này là gì đây? Tiêu kim nguyên bảo, ok luôn. Sự kiện hả? Sự kiện. Tiêu kim nguyên bảo. Rồi, tiêu kim nguyên bảo. Đó, tới ải 6 rồi các bạn ơi. Chuẩn bị lụm cái ải 7 nữa nè hả? Đó. Ủa sao mình không nâng mấy cái đó lên cao ta? Ồ, tính ra cũng quên ha. Đây, nâng nó lên luôn. Tuy là không có bao nhiêu hết nhưng mà nâng nó lên đi cho nó phê. Còn ở đây chúng ta đang có 6 triệu à, còn 6 triệu mấy thì mình nâng con thần ma lên luôn quá. Là nâng thần ma hơi bị tốn kém á, nên là nâng khoảng chừng bao nhiêu đây được rồi. Ok, kỹ năng của nó là gì đây? À, dùng độc à, ok đấy. Nó thấy nó còn ngon đó. Ma trận bảo thạch, nâng được nhiều lực chiến thì cứ nâng nha các bạn ơi. À, quét ải thì ngày xưa con này ra là heo cũng từng chơi rồi các bạn. Ôi ơi, cảm giác mà mình đi quét ải mà lên được nhận được vé tợi á, trời ơi nó sướng gì đâu à. Lúc mà con này mới ra trên thị trường là ta nói khỏe lắm. Cứ trên ải là có kim nguyên bảo, có tệ. Đó, bây giờ vẫn thế, nhưng mà thời gian anh em mở nhiều quá đó. Cái nó lặn hết. Tới nay chúng ta mới thấy lại em nó. Đó, còn 4 triệu thì từ từ. Đó, thấy cái nào cần thiết nâng thì mình nâng ha. Đây mới vô mà 2, 4, 6, 7 hả? Tiếp lại coi, 2, 4, 6, 7, 33 triệu, ok luôn. Đây nạp tiếp, lụm tiền, lụm tiếp. Ôi vé tại nè, ôi nào, ôi một vé 100 nữa nè, một vé 30, một vé 56 gì đó. Ok, chưa lên vết này. Nhận thêm, trời ơi mới tới ải 7 rồi các bạn ơi. Cố gắng lên ải 8, ải 9, ải 10 mở cái auto nè ha. Rồi, link health sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Ở đây hồi nãy nó có 9.000 mà, 9.000 mình làm gì ta? 9.000 mình đâu thể nào nạp vô game. 9.000 mua vòng quay được không ta? Bên này cửa hàng, bên này mua đan hả? Mua mấy cái đồ nâng cấp thì chắc được, mua mấy viên đan đó thì không rồi hả? Vì long đan nè hả? Có 4.000 nè, mua vòng quay. Vòng quay. Ok. Có thể mua mấy cái này nè, mà thôi, để đó đi, từ từ đi. Rồi, link heo sẽ để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận ha. Dạo này thì chắc là sẽ để hết dưới bình luận cho nó dễ. Còn mô tả thì chắc từ từ ha. Đó,
đó. Mô tả thì dạo này nhiều anh em khó tìm đó các bạn, nên là sẽ để hết ở dưới phần bình luận cho nó dễ tìm ha. Đó, cứ kéo xuống bình luận là thấy có link thôi, nâng cấp này lên luôn. Ok, ui tính vậy mà mới nó có ba mươi mấy triệu lực chiến à ta. Rồi 34 rồi nè, lên được thêm 1 triệu nữa nè. Hết 9. Đó, tới đây là các bạn có thể tự chơi được rồi ha. Giờ tới đây thì heo cũng chỉ lên tới hải 10 rồi treo để mà nhận vé tệ thôi. Thì càng lên cao thì chúng ta sẽ nhận được nhiều tệ hơn ha. Mà hình như là cũng tới hải 60 là hết rồi các bạn. Hải 60 là full nè, từ đó là tự lực cánh sinh thôi. À, trong cửa hàng S VIP chúng ta được S VIP 10 lần, nên là mấy cái này các bạn cũng có thể tham khảo ha. Lực hết về ép lên ghép lại đó. Nói chung thì nó cũng lên được chút ít lực chiến các bạn ạ. Rồi tới đây còn mua được nữa không? Hết đây nè, S VIP 11 lần. Đây hợp thành, hợp thành đạo cụ gì đó, hợp thành hết. Rồi hợp thành áo nữa. Rồi đan này nè. Rồi vòng tròn, vòng tròn tiếp. Hết rồi. Nè, ôi ở đây cũng có nữa nè. Đây, Nguyễn Hóa. Ôi, ôi, ôi. Ôi, tính ra nãy giờ mình chưa mở mấy cái Nguyễn Hóa trên này ra luôn nè. Rồi, ở đây nữa nè. Đó. Trời ơi, vậy hồi nãy giờ là chưa phải là cái lực chiến full của chúng ta nha các bạn ơi. Rồi, từ từ. Từ từ, gặp cháu nó cũng nhừ. Đây, lực chiến full 51 triệu. Ôi, trời ơi. Còn nữa, ok. Rồi, quay lại coi, 55 triệu. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Quá mạnh mẽ rồi, 55 triệu, ít nổi gì nữa đâu. Trời ơi, giờ để treo nó ở đây rồi, để nhận thêm vé tệ đồ hơi nè. Đó, nhận tiếp, max là bao nhiêu ta? Đâu mất mẹ nó rồi. Max là 65 mà. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.